diễn đàn MDES Hậu Giang 2016 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 22 đến 29 tháng 4 năm 2016 với nhiều hoạt động xúc tiến thương mại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Quốc hội thông qua ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Khó khăn của Hậu Giang trong chỉ số phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin khi trong năm 2015, Hậu Giang xếp thứ hạng 51 trong tổng số 63 tỉnh thành. Kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình thời sự tối nay của truyền hình Hậu Giang, hôm nay thứ Ba, ngày 24 tháng 11 năm 2015. Thưa quý vị và các bạn, để Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Đồng bằng Sông Cửu Long, gọi tắt là MDES, lần thứ 9 tại Hậu Giang năm 2016, đạt mục tiêu đề ra, sáng nay tại thành phố Cần Thơ, ông Nguyễn Phong Quang, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, trưởng Ban Chỉ đạo MDES Hậu Giang 2016, đã có buổi họp cùng đại diện các bộ ngành, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long để thống nhất kế hoạch, tổ chức nhằm phát huy tốt nhất sức mạnh liên kết vùng. Phía tỉnh Hậu Giang có ông Trần Công Chánh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Phóng viên Thúy Diễm thông tin. Thưa quý vị, theo kế hoạch thì MDES Hậu Giang năm 2016 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 22 đến ngày 29 tháng 4 năm 2016 tại thành phố Vị Thanh với chủ đề Đồng bằng sông Cửu Long chủ động hội nhập và phát triển bền vững. Đại biểu của 13 tỉnh thành trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và các bộ ngành trung ương cho rằng bên cạnh việc xác định chủ đề chung, cần xác định chủ đề cụ thể của các hội nghị hội thảo. Trên cơ sở đó, thông qua diễn đàn tham mưu đề xuất chính phủ, các bộ ngành trung ương ban hành các cơ chế, chính sách để tạo động lực cho các tỉnh trong vùng phát triển, nâng cao hiệu quả liên kết vùng giữa vùng đồng bằng sông Cửu Long với các vùng khác trong cả nước và hội nhập kinh tế quốc tế. Các hoạt động chính trong khuôn khổ MDES Hậu Giang năm 2016 sẽ được diễn ra tại hai địa điểm thành phố Hà Nội và tỉnh Hậu Giang. Riêng tại tỉnh Hậu Giang sẽ có 7 hoạt động chính. Nổi bật là các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, vùng đồng bằng sông Cửu Long năm 2016, lễ khai mạc MDES Hậu Giang năm 2016, hội thảo sản xuất nông nghiệp đồng bằng sông Cửu Long trong điều kiện thích ứng biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Bên cạnh đó sẽ có một số hoạt động kết hợp như hội chợ triển lãm thương mại vùng đồng bằng sông Cửu Long với quy mô 400 gian hàng, giới thiệu quảng bá các làng nghề sản phẩm đặc trưng của tỉnh Hậu Giang. Cái vấn đề chúng ta đó, cái MDES không phải chúng ta để tổ chức cái chương trình văn nghệ để mà vui mà chơi hoặc là tổ chức sự kiện này sự kiện nọ, mà nó thể hiện là cái sự luân phiên và cái sự liên kết để tạo ra cái sức mạnh trong vùng. Vấn đề cái liên kết là cái kinh tế, rồi cũng như cách khác là nói kiểu nó cách khác là liên kết vùng để chúng ta tập trung và thực hiện với những cái chương trình và những mục tiêu đã đề ra. EU đây ở Pháp. Ngoài ra, ông Nguyễn Phong Quang cũng thống nhất với ý kiến sẽ tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư kết hợp việc ký kết các chương trình hợp tác ứng dụng tại Hậu Giang và đề nghị các địa phương và bộ ngành có sự phối hợp chặt chẽ trong công tác chuẩn bị, mang đến sự thành công cho diễn đàn lần này. Dự kiến diễn đàn MDES Hậu Giang 2016 sẽ khai mạc vào lúc 20 giờ ngày 27 tháng 4 năm 2016 tại thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Sáng nay, các đại biểu Quốc hội đã có buổi thông qua việc tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, thành lập Hội đồng Bầu cử Quốc gia và giới thiệu nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Theo đó, các đại biểu Quốc hội đã tán thành ngày Chủ nhật 22 tháng 5 năm 2016 là ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Ngoài ra, Quốc hội cũng đã biểu quyết thông qua việc quyết định thành lập Hội đồng Bầu cử Quốc gia với 21 thành viên, trong đó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng giữ chức Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Thưa quý vị, sau một năm thực hiện sáp nhập trung tâm y tế, bệnh viện và trung tâm dân số kế hoạch hóa gia đình tuyến huyện thành một đơn vị duy nhất, bước đầu đã tạo điều kiện thuận lợi hơn trong việc chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đánh giá lại hiệu quả công tác này, trong sáng nay, Sở Y tế Hậu Giang tổ chức hội nghị sơ kết mô hình tổ chức trung tâm y tế tuyến huyện. Tin từ phóng viên Yến Linh.
Thưa quý vị và các bạn, mô hình trung tâm y tế cấp huyện được thực hiện thí điểm tại thị xã Ngã Bảy và huyện Châu Thành A. Đây là mô hình trung tâm y tế thực hiện 3 chức năng: khám chữa bệnh, y tế dự phòng và dân số kế hoạch hóa gia đình, đã chính thức hoạt động từ ngày 1 tháng 1 năm 2015. Hội nghị đã đánh giá lại tình hình hoạt động của trung tâm y tế cấp huyện nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và hỗ trợ dịch vụ chăm sóc y tế có bảo hiểm y tế. Từ đầu năm nay, Trung tâm Y tế thị xã Ngã Bảy và huyện Châu Thành A đã từng bước khắc phục được những hạn chế trong hoạt động, đảm bảo đồng bộ cho việc quản lý về lĩnh vực y tế tuyến cơ sở, tránh tình trạng chồng chéo. Cụ thể, chỉ cần tập trung một đầu mối lãnh đạo, giám đốc trung tâm y tế thể hiện được vai trò người lãnh đạo để giải quyết kịp thời các hoạt động, khắc phục được tình trạng lãng phí về nhân lực. Hiện mô hình này cũng đang được thực hiện tại thị xã Long Mỹ và huyện Long Mỹ. Thưa quý vị và các bạn, để góp phần giúp các địa phương từng bước nâng cao tính chính xác, hiệu quả trong công việc, nhất là ứng dụng công nghệ thông tin, khoảng cuối tháng 12 năm 2012, Bộ Thông tin Truyền thông ban hành việc xây dựng chỉ số sẵn sàng ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin truyền thông Việt Nam, trong đó có mục tiêu tới năm 2015, thương mại điện tử trở thành công cụ hữu ích, nâng cao tính tiện dụng trong hệ thống chính quyền cơ sở, cơ quan quản lý nhà nước. Tại Hậu Giang, kết quả năm 2015, ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Hậu Giang đứng thứ 51 trong tổng số 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Cụ thể, từng loại xếp hạng của 5 tiêu chí về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng nhân lực, ứng dụng công nghệ thông tin, sản xuất kinh doanh và môi trường chính sách như sau. Về hạ tầng kỹ thuật, Hậu Giang đứng thứ 57 trên 63 do tiêu chí về tỷ lệ thuê bao băng rộng, hộ gia đình có kết nối Internet thấp. Về hạ tầng nhân lực, xếp thứ 45 trên 63 do hạn chế về trình độ chuyên môn của cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin và an toàn thông tin trong các cơ quan nhà nước. Về ứng dụng công nghệ thông tin, xếp thứ 46 trên 63 do tiêu chí về xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành ở tỷ lệ thấp. Về sản xuất kinh doanh công nghệ thông tin, Hậu Giang đứng thứ 62 trên 63 do hạn chế về tỷ lệ doanh thu và nhân lực của các doanh nghiệp công nghệ thông tin so với dân số trên địa bàn. Đối với tiêu chí môi trường tổ chức chính sách, Hậu Giang ở vị trí 41 trên 63. Kết quả này được tổng hợp từ các tiêu chí về tổ chức, chỉ đạo và cơ chế chính sách cho phát triển ứng dụng công nghệ thông tin của tỉnh. Qua tổng hợp kết quả chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin Việt Nam năm 2015 của tỉnh Hậu Giang, so với các tỉnh trong khu vực thì Hậu Giang vẫn còn đứng ở thứ hạng thấp. Kết quả này đã phản ánh đúng thực trạng hiện nay cũng như là những khó khăn mà Hậu Giang đang gặp phải về hạ tầng, ứng dụng, nguồn nhân lực và chính sách phát triển công nghệ thông tin. Đâu là nguyên nhân dẫn đến sự tồn tại này? Mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sau. Hiện nay, 100% các đơn vị cấp tỉnh đến huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đều đã kết nối Internet và có mạng nội bộ LAN. Ngoài ra, tổng số hộ gia đình có kết nối Internet băng rộng đã chiếm 1,7% tổng số dân. Tuy nhiên, việc triển khai các giải pháp về an ninh thông tin và an toàn dữ liệu trên địa bàn còn rất hạn chế. Về thời gian qua, đó thì cái trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh thì đã được đầu tư năm 2005 theo cái đề án 112 của chính phủ. Thì đến nay đó thì đã được nâng cấp một lần. Tuy nhiên đến thời điểm này đó thì các cái máy chủ của cái đề án 112 đầu tư trước đây đó đã bị hư hỏng và đã bỏ không sử dụng được nữa. Bên cạnh đó thì lực lượng cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước của tỉnh vẫn còn rất thấp, chỉ 45 người, chiếm 0,3%, trong khi tỉnh đứng đầu cả nước là hơn 12%. Mặt khác, Hậu Giang không có cán bộ chuyên trách về an toàn thông tin trong các cơ quan nhà nước, chưa có chức danh lãnh đạo công nghệ thông tin và người có bằng cấp quốc tế rất ít. Tỉnh cũng có quan tâm đến vấn đề là thu hút cái nguồn nhân lực nghệ thông tin, tuy nhiên thì chưa có nhiều chính sách thu hút. Như vậy thì các cán bộ công chức mà có cái tay nghề chuyên môn về công nghệ thông tin thì hầu như là kiêm nhiệm hoặc là có chuyên môn thì lại làm chuyện khác. Như vậy thì cái việc mà tập trung cho phát triển nghệ thông tin của tỉnh cũng còn gặp nhiều khó khăn. Tỉnh Hậu Giang thì là một tỉnh nghèo cho nên là nguồn vốn rất hạn chế.
cho nên là mình đề xuất để đầu tư cho công nghệ thông tin thì cũng chưa được phê duyệt. Cái thứ hai là nhận thức về cái tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính cũng như là thay đổi cái phương thức quản lý mới thì cũng chưa được quán triệt. Thực tế cho thấy hạ tầng, nguồn nhân lực công nghệ thông tin của tỉnh thời gian qua vẫn chưa được đầu tư đúng mức. Chính điều này khiến Hậu Giang đi sau các tỉnh bạn. Do đó, để hoàn thành mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử Hậu Giang vào năm 2020, thì rất cần sự đầu tư có bài bản hơn. Không thể phủ nhận vai trò quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, điều hành của hệ chính quyền cũng như là mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt là tạo thuận lợi cho tổ chức cá nhân khi giải quyết các thủ tục hành chính. Tuy nhiên thì từ những hạn chế mà Hậu Giang đang gặp phải thì vẫn cần nhiều hơn định hướng phát triển lâu dài và hệ thống quy hoạch toàn diện. Nội dung này sẽ được chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn trong các chương trình thời sự sau. Những nội dung tiếp theo của chương trình thời sự tối nay. Trước diễn biến khó lường của tình hình dịch cúm, Hậu Giang ngoài tăng cường giám sát dịch trên đàn gia cầm, còn chủ động các biện pháp phòng ngừa cúm lây trên người. Tiết mục An toàn giao thông, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm luật giao thông thủy. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang tổ chức lễ khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ viết tin phóng sự cho hơn 50 học viên nằm trong mạng lưới cộng tác viên của đài. Lớp tập huấn do ông Trần Anh Dũng, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang phụ trách. Lớp học nhằm nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng cần thiết về cách viết tin phóng sự cho các cộng tác viên, biên tập viên. Đặc biệt, đợt tập huấn lần này sẽ không nặng về phần lý thuyết mà tập trung vào phần thực hành và kỹ năng viết phóng sự. Theo đó, ông Trần Anh Dũng sẽ hướng dẫn phóng viên, cộng tác viên cách phát hiện đề tài và chọn chi tiết để viết tin phóng sự được hay hơn, hấp dẫn hơn. Lớp học sẽ được diễn ra trong 7 ngày, từ ngày 24 đến ngày 30 tháng 11 năm 2015. Thưa quý vị, theo thông báo của Tổ chức Y tế Thế giới, tình hình dịch cúm H5N1, H5N6 và H7N9 vẫn liên tục ghi nhận tại Trung Quốc, Lào, Campuchia. Việt Nam tuy chưa phát hiện trường hợp nhiễm cúm trên người, tuy nhiên thì đã ghi nhận một số ổ dịch cúm trên đàn gia cầm ở một số tỉnh. Do vậy thì để chủ động phòng chống lây nhiễm cúm từ gia cầm sang người, Bộ Y tế đề nghị các tỉnh thành thực hiện một số nội dung sau. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tăng cường giám sát, điều tra, phát hiện sớm, xử lý triệt để các ổ dịch cúm trên đàn gia cầm, kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển và buôn bán gia cầm, các sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc. Sở Y tế tăng cường giám sát và lấy mẫu bệnh phẩm từ các trường hợp viêm đường hô hấp cấp tính nặng, viêm phổi nặng do virus nhằm phát hiện sớm các chủng virus cúm độc lực cao. Sở Công Thương phối hợp với các cơ quan có liên quan tăng cường công tác quản lý thị trường, xử lý nghiêm các hộ kinh doanh trái phép. Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền vận động người dân tránh tiếp xúc với gia cầm có dấu hiệu bệnh, thực hiện tốt vệ sinh cá nhân. Khi có dấu hiệu bệnh phải đến ngay các cơ sở y tế để được tư vấn điều trị. Phòng chống dịch bệnh trên đàn gia cầm đã khó, tăng cường các biện pháp ngăn ngừa cúm gia cầm lây sang người lại càng khó hơn nếu mỗi tổ chức cá nhân trong cộng đồng không tuân thủ tốt các nguyên tắc đã được khuyến cáo. Tại tỉnh Hậu Giang, đến thời điểm này chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh cúm trên gia cầm và từ gia cầm lây sang người, nhưng ngành chức năng ở mỗi địa phương đều chủ động lên kế hoạch phòng chống với mục tiêu phát hiện sớm, xử lý kịp thời, không để dịch lây lan, hạn chế đến mức thấp nhất tử vong do dịch cúm gây ra. Ông Quỳnh Văn Tiền kinh doanh cơ sở giết mổ gia cầm ở ấp Thị Tứ, thị trấn 7.000, huyện Châu Thành A đã hơn chục năm. Nhờ sự phối hợp của cán bộ thú y cung cấp thuốc vệ sinh, tiêu độc khử trùng nơi giết mổ hàng ngày, cộng với lò giết mổ cách khu dân cư hơn 200m nên cũng không ảnh hưởng đến đời sống bà con. Đặc biệt từ nay đến cuối năm, do thời tiết trở lạnh, ông tăng cường phun xịt xung quanh cơ sở hàng ngày và bón thêm vôi bột để đảm bảo vi khuẩn không phát tán ra môi trường. Phải được mình cũng đề phòng chứ lắm,
khi dịch là người ta đem vô, bạn hàng đem vô là dịch mạnh, mình cho báo báo ta, cho thông báo ta trước, dịch mạnh mới được quyền nhập chuồng. Với những hộ chăn nuôi gà vịt tại nhà thì việc quản lý công tác tiêu độc khử trùng chuồng trại là rất khó, đòi hỏi cán bộ thú y phải thường xuyên tuyên truyền, kiểm tra và hướng dẫn bà con cách phun xịt. Như gia đình ông Lê Việt Khanh ở xã Dị Đông, huyện Dị Thủy, nuôi hơn 300 con vịt, nhưng ông không có nhiều kiến thức về phòng chống bệnh cho đàn gia cầm. Chuồng làm tạm bợ, cặp mé sông và cạnh nhà. Biết được thông tin virus cúm gia cầm có nguy cơ lây lan sang người, ông lo lắng và nhờ đến sự giúp đỡ của cán bộ thú y để phòng bệnh. Tôi thấy bệnh này rất nguy hiểm, lây sang người là có thể gây chết người. Mỗi khi vô chuồng phun thuốc sát trùng thì cũng mang đầy đủ khẩu trang bảo hộ rồi cho mình được an toàn. Thí dụ có phát hiện gia cầm bị bệnh thì mình vệ sinh chuồng trại cho sạch sẽ, với lại những con dịch bệnh đó mình phải bắt ra. Về cái công tác tiêu độc khử trùng thì đối với tỉnh Hậu Giang á, thì mỗi một năm thì hai đợt phun, mà mỗi một đợt phun gì đó là 4 lượt trên các hộ chăn nuôi gia cầm. Hiện tại ở địa bàn Hậu Giang mình thì phun đang cái phun là Bencoxib. Đối với cái bệnh, đối với cái thuốc sát trùng này là hầu như là diệt tất cả các loại vi khuẩn và virus. Toàn tỉnh Hậu Giang hiện có trên 3.500.000 con gà vịt được nuôi tập trung nhiều ở các huyện Châu Thành A, Vị Thủy và huyện Long Mỹ. Thời điểm này, điều kiện thời tiết thuận lợi cho virus cúm phát triển và lây lan. Việc nhập hàng từ những địa phương khác chuyển về Hậu Giang làm tăng nguy cơ dịch cúm xâm nhập và lây lan cho người là rất cao. Vì thế, ngành chức năng cần tăng cường tiêm phòng và tiêu độc khử trùng quanh khu vực chăn nuôi. Hôm qua, đội cảnh sát giao thông trật tự cơ động Công an thị xã Long Mỹ phối hợp cùng đội thanh tra giao thông vận tải số 3 tỉnh Hậu Giang tổ chức ra quân giải tỏa các trường hợp lấn chiếm, lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông trên địa bàn phường Thuận An. Trong thời gian ra quân, lực lượng chức năng đã tiến hành nhắc nhở, lập biên bản và có biện pháp xử lý đối với 10 trường hợp vi phạm lấn chiếm hành lang an toàn giao thông làm mất mỹ quan đô thị. Công tác này sẽ được lực lượng chức năng quyết tâm thực hiện đến Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, đặc biệt là đối với các khu vực chợ trung tâm trên địa bàn thị xã Long Mỹ để đảm bảo sự thông thoáng, hạn chế tình trạng ùn tắc vào thời gian cao điểm. Vào khoảng 8 giờ 30 phút ngày hôm qua, trên đường nối Dị Thanh Cần Thơ, đoạn trước trường chính trị tỉnh, ấp 7 xã Dị Trung, huyện Dị Thủy đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông. Thông tin ban đầu thì vào khoảng thời gian trên, xe máy mang biển kiểm soát 68B30346 do một nam thanh niên chưa xác định rõ danh tính điều khiển, chở theo một phụ nữ hướng Dị Thanh, Cần Thơ. Khi đến đoạn trước trường chính trị tỉnh thì vượt lên xe ô tô mang biển kiểm soát 95A01921 chạy cùng chiều. Do vượt ẩu nên đã va chạm với người phụ nữ khoảng 50 tuổi đang dẫn xe đạp. Cú va chạm khiến 3 người đều bị thương và được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang. Nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Trên các tuyến giao thông đường thủy thuộc địa bàn tỉnh Hậu Giang, số lượng bến đò chở khách phát triển khá mạnh. Mặc dù đã được các cơ quan chức năng tăng cường biện pháp quản lý, nhưng việc chấp hành các quy định về đảm bảo an toàn giao thông của các cơ sở này vẫn còn nhiều tồn tại. Trước những diễn biến phức tạp về tình hình giao thông thủy, đặc biệt những tháng cuối năm, bên cạnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền thì lực lượng chức năng còn tăng cường xử lý các trường hợp vi phạm. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có gần 100 bến đò dọc, đò ngang đang hoạt động, trong đó có 25 bến hoạt động không phép. Tình trạng phổ biến tại các tuyến sông lớn hiện nay là những bến đò hoạt động san sát nhau ngày càng nhiều. Và kéo theo đó, nhiều bến đò hoạt động trái phép ngày càng có chiều hướng gia tăng. Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát là giữ lý vi phạm nghiêm những các hành vi vi phạm như người điều khiển phương tiện không bằng chứng chỉ chuyên môn, người điều khiển không bằng chứng chỉ chuyên môn, người ví dụ đò dọc đò ngang thì phải có chứng chỉ lái phương tiện, người kiểm tra về trang thiết bị an toàn như phao. Trong năm qua, tai nạn giao thông thủy trên địa bàn tỉnh Hậu Giang nhiều hơn so với những năm trước. Trong đó, 3 vụ va chạm trên kênh sáng Xà No, thiệt hại tài sản gần 1 tỷ 500 triệu đồng.
tăng so với cùng kỳ năm ngoái 3 vụ và 1 người tử vong. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông những tháng cuối năm, thì lực lượng cảnh sát giao thông thủy sẽ tăng cường công tác tuần tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đến đây, thời lượng dành cho chương trình thời sự của truyền hình Hậu Giang xin được tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.